Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. MU Monasi cho các game thủ được đắm chìm trong một thế giới MU cổ điển, được tái tạo lại theo chuẩn gốc khi bước vào lục địa Laurentia. Game vẫn lấy cho mình bối cảnh quen thuộc tại lục địa Laurentia khi cho bạn cùng các người chơi khác đi sâu vào lục địa thực hiện các nhiệm vụ huyền thoại và chiến đấu với những tên trùm đáng gờm đầy kỳ cuốc cũng như phát triển nhân vật của mình. Từ những đám quái nhỏ cho đến những tên trùm hùng mạnh nhất, một cuộc chạm trán chiến đấu đi hứa hẹn đem về những trang bị tiên tiến và kho báu quý hiếm với tỷ lệ rơi cao để người chơi cho nhân vật của mình sử dụng trong khi trải nghiệm lại sự hoài cổ. Về cơ bản, lối chơi của sản phẩm vẫn tương tự như ba phiên bản MU khác, khi xoay quanh việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu diệt quái và hạ trùm để nhận về tài nguyên và kinh nghiệm cho nhân vật thăng cấp, đồng thời mở khóa các hoạt động tính năng mới. Bên cạnh đó, trò chơi còn có hệ thống giao dịch trao đổi miễn phí khi cho phép các game thủ được quyền hoán đổi trang bị với nhau để sử dụng, giúp bạn có thể dễ dàng hơn trong việc kiếm về các món trang bị mạnh mẽ cũng như là phát triển nhân vật của mình. Chưa kể đến là các người chơi còn có thể bắt tay với nhau trong việc thành lập các đội nhóm liên minh để cùng tham gia vào các trận chiến đỉnh cao trong các hoạt động từ PvE cho đến PvP để kiếm được các phần thưởng giá trị cũng như đạt lấy vinh quang. MU Monasti có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa 3D được nâng cấp có phần sáng hơn so với phiên bản MU gốc nói riêng, mang đến thế giới MU cổ điển đậm chất nguyên bản cho các game thủ bước vào. Nhiều loại nhân vật quen thuộc cho bạn lựa chọn khởi tạo nhân vật của mình. Tính năng giao dịch tự do cho phép người chơi có thể trao đổi các trang bị. Đầy đủ và đa dạng các hoạt động từ PvE cho đến PvP cho bạn tham gia vào. Quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi.